Đây nha, hôm nay là hôm 26 rồi, sáng 26 mà cái video ghi lại cái lúc gửi là nghi mất hai con này, xem lại này. Phân tích lại một chút này. Dạ thưa bác, hôm nay là Hôm nay 26 26 tháng tháng 4. 4. Sau Sau cái cái cách cách ly ly thì thì em sẽ quyết tâm em sẽ sẽ trả trả rất rất nhiều nhiều hàng. hàng. Các Các bác bác mua mua con con giống giống đa đa điểu. điểu. Đấy, Đấy, các các bác bác thấy thấy là là một một cái cái lượng lượng gửi gửi đi. đi. Đó, Đó, em em gửi gửi đi đi gần gần như như là là cái thùng này là hai con. Thùng này là 10 con. Thùng có cái gói thuốc này là 10 con. các Tỉnh tỉnh khu vực miền Trung Trung và và miền miền Bắc Bắc là là nhiều. nhiều. Ấm lắm, gửi đi này ấm lắm. Em gửi đi gần như là đây như này, em gửi đi văn bản Lào Cai này. Đây văn bản này. Đấy. Đây, Em thùng gửi này có đi chữ sữa xanh. thân Tân Nguyên Lai Châu. Đấy, đây đâu, Tân Yên Lai Bọn mình Châu. đã đăng kiểm. Đấy. Còn lại 9 triệu đó đây, mẹ anh ghi phiếu rõ, thì em không nhìn trên phiếu à? Như sao thì thấy chị cô. Đấy nha, Tân Ôi, Yên Lai Châu. đấy. Rất là nhiều luôn. Đấy. Quý vị anh chị thấy là các bạn yên tâm khi mà kết nối đến kênh con giống đa điểu của đồng chí Thao. Đấy. Đấy. Còn cái Em thùng gửi này đi là 5 con, cứ 10 triệu đây đến thành 5 phố con. Yên Bái này. Thùng này 5 con. 5 con, thùng này thành phố Yên Bái không thể lẫn sang thùng này được. Thùng này không thể lẫn được. Em gửi đi là chị gì Điện Biên, Biên. em gửi Điện Biên. Dừng lại chút nha. Đây nha. Như thế là vì cái thùng này là đi đi này, đâm ra là khi mà bà xã dán lại là chính là lại là những cái lượt băng dính ngang vắt từ hông bên nọ sang hông bên kia là cái lượt ngoài cùng cuối cùng nhất. Đấy. Băng dính ngang. Ngang. Đấy. Chứ không phải là băng dính cuốn tròn. Đấy. Đấy, xem lại chút. Thấy chưa? Băng dính ngang nhá, dán một phát rồi băng dính ngang. Hai cái ngang, thấy chưa? Băng dính là băng dính bằng màu trắng. Đây. Băng dính trắng. Nhìn cho kỹ nhá. Đấy, trắng, băng dính trắng tinh luôn. Không có màu vàng. Đó. Dán ngang cuối cùng nhá. Đấy, băng dính trắng tinh luôn, chỗ này trắng tinh luôn nhá. Đấy, vì tại sao lại là bảo cái băng dính không quấn tròn được cuối cùng, bởi vì là lúc này nó mưa là bà xã chỉnh lại cái dán ở trên, nên ra là sau khi chỉnh lại thì bắt đầu lại là dán ngang hết một lượt. Đấy. Đấy, Từ 5 con đến 15 con. đấy. Từng này 5 con. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5. 5 con. Đấy.
bắt đầu đấy cái thùng đậy đậy cái rán đấy đấy đỏ đỏ đấy. Thùng này là cái thùng đóng 10 con và thành 8 con này. Rất là nhiều con. Đấy, thùng này đây. Chính là thùng này, nhân vật chính là cái thùng này. Đấy, bắt đầu xem nhá, xem quay bên trong nhá. Đấy, rất là đông đúng không? Rất là nhiều con giống đúng không các bác? Đấy. Đấy, con kia nó phải dẫm lên nhau. Cái con này nó phải dẫm lên nhau, nó phải nghĩa là 10 con thì trong một thùng nó sẽ rất là đông. Thế nên là bản thân 8 con nó sẽ ít hơn 10 con và 10 con nó sẽ phải dạ con nọ dẫm lên con kia. Đấy. Đấy. Đó. Đó. Rồi.